Em có cặp mực lửa cho anh sưu tập. Hai cái này đều là hai cây nim rom hết nha. Đây, nim rom Mỹ hết. Đó, nghiêng bên đây cũng được, nghiêng bên đây cũng được, cửa tẩu ha. Cái này thì nó to hơn Zippo một chút xíu. Hoa văn của nó này tình trạng nó còn khá là đẹp. Có chỗ cho em anh khắc tên luôn. Đó. Có chỗ cho em anh khắc tên luôn. Hoa văn của nó là hoa văn sọc. Nó to hơn Zippo một chút xíu nha em anh. Đó, nó cao hơn Zippo. Đó, bề ngang thì nó bằng Zippo nhưng bề cao thì nó cao hơn Zippo ha. Cái này cây nim rom Mỹ. Đây, cái này là cây nim rom Mỹ nha em anh. Đó. Này nó rất là khít, cây này nó rất là bó. Cho nên là em anh có thể mua xài tẩu hoặc xài thường thì nó tùy em anh ha. Cái này nó rất là bó nè. Lửa nó em chưa có châm sang. Lửa nó nghiêng bên đây cũng được, nghiêng bên đây cũng được ha. Đó. Rất là nhạy lửa luôn á. Đó. Cái này còn rất là đẹp. Em bán chung với cây này ha. Cây này là cây nim rom luôn, chung hãng. Tại vì nó là chung hãng cho nên là lâu lâu em săn được em bán cho anh sưu tập. Hoặc là anh mua về anh xài tẩu, xài gì đó tùy anh. Đây. Chung hãng luôn, nim rom Mỹ ha. Đó, nó cũng vậy. Lửa nó là lửa giữa, nghiêng bên này cũng được, nghiêng bên này cũng được ha. Cái này nó là nhôm khối. Nó là nhôm khối cho nên là mình không bao giờ mình sợ cụ hết á. Đó. Nghiêng bên này cũng được, nghiêng bên này cũng được ha. Rất là nhạy lửa luôn. Đó. Đây. Em bán nguyên cặp nha anh, không bán lẻ. Tại vì em bán rẻ lắm, nói thiệt luôn á, bán rất là rẻ cho nên là không có bán lẻ làm gì hết trơn, mệt lắm. Bán nguyên cặp luôn ha, bán rất là rẻ, bán giá cực rẻ luôn.